Cô xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 7 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Chào mừng các em đã đến với tiết học địa lý 7 ngày hôm nay. Và để học tốt môn địa lý 7 thì các em cần chuẩn bị sách giáo khoa, tập bản đồ và vở ghi. Trước khi các em bước vào bài học mới, cô sẽ giới thiệu về chương trình địa lý lớp 7. Các em sẽ học 3 phần. Phần 1, thành phần nhân văn của môi trường. Phần 2, các môi trường địa lý. Phần 3, thiên nhiên và con người ở các châu lục. Trong phần 2 thì các em sẽ học 5 chương. Và phần 3 thì chúng ta cũng có 5 chương. Cô cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu phần 1, thành phần nhân văn của môi trường. Bài 1, dân số. Chúng ta sẽ tìm hiểu 3 nội dung trong bài 1. Phần 1 lớn, dân số nguồn lao động. Phần 2, dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỷ 19 và thế kỷ 20. Phần 3, sự bùng nổ dân số. Cô cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu phần 1, dân số nguồn lao động. Vậy thì dân số là gì? Dân số là tổng số dân sinh sống trên một lãnh thổ nhất định, được tính ở một thời điểm cụ thể. Làm thế nào để biết được dân số, nguồn lao động của một địa phương, một quốc gia? Các cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số, nguồn lao động của một địa phương, một quốc gia. Như vậy người ta sẽ nhờ vào các cuộc điều tra dân số. Dân số là nguồn lao động quý báu cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Dân số được biểu hiện cụ thể bằng một tháp tuổi, tháp dân số. Các em hãy quan sát vào lược đồ tháp tuổi dưới đây, kết hợp với nội dung trong sách giáo khoa và trả lời cho cô câu hỏi. Tháp tuổi cho biết điều gì về dân số? Khi các em quan sát vào tháp tuổi, thì tháp tuổi có chú thích về độ tuổi, về giới tính và về số dân. Như vậy thì tháp tuổi cho ta biết đặc điểm cụ thể của dân số qua giới tính, độ tuổi, nguồn lao động hiện tại và tương lai của một địa phương, một nước. Và hình dạng tháp tuổi cho ta biết dân số già hay trẻ. Tháp tuổi hình 1.1 trong sách giáo khoa được chia thành 3 màu. Và mỗi màu biểu thị cho các nhóm tuổi khác nhau. Đáy tháp là màu xanh lá cây. Từ 0 đến 14 tuổi là nhóm tuổi những người dưới độ tuổi lao động. Phần thân tháp được ký hiệu bằng màu xanh dương. Từ 15 đến 59 tuổi là nhóm tuổi những người trong độ tuổi lao động. Phần đỉnh tháp được ký hiệu bằng màu cam. Từ 60 đến 100 tuổi là nhóm tuổi những người trên độ tuổi lao động. Các em sẽ quan sát vào lược đồ tháp tuổi hình 1.1. Ở đây cô chia làm tháp A và tháp B. Các em sẽ quan sát vào lược đồ và trả lời cho cô câu hỏi. Trong tổng số trẻ em từ khi mới sinh ra cho đến 4 tuổi ở mỗi tháp, ước tính có bao nhiêu bé trai và bao nhiêu bé gái? Vậy thì trong độ tuổi từ 0 đến 4 tuổi thì số bé trai ước tính khoảng 5,5 triệu người và số bé gái là khoảng 5,5 triệu người. Và các em cũng tiếp tục tính như vậy đối với tháp B. Ở tháp B số bé trai là khoảng 4,3 triệu người và số bé gái là khoảng 4,8 triệu người. Như vậy ta có kết quả từ 0 đến 4 tuổi ở tháp A, số bé trai là 5,5 triệu người và số bé gái là 5,5 triệu người. Ở tháp B, số bé trai là 4,3 triệu người và số bé gái là 4,8 triệu người. Câu hỏi tiếp theo, hình dạng của hai tháp tuổi khác nhau như thế nào? Tháp tuổi có hình dạng như thế nào thì tỷ lệ người trong tuổi lao động cao?
Kem sẽ quan sát vào phần đáy tháp của tháp A. Phần đáy tháp của tháp A thì nó rộng, trong khi phần thân thì bị thu hẹp. Như vậy thì tháp A có đáy rộng, thân hẹp. Như vậy thì số người trong tuổi lao động sẽ cao và tháp A là tháp có dân số trẻ. Tiếp theo ở tháp B. Tháp B là tháp có phần đáy bị thu hẹp và phần thân thì mở rộng. Như vậy thì tháp B là tháp có đáy hẹp, thân rộng. Như vậy thì số người trong độ tuổi lao động sẽ ít và tháp B là tháp có dân số già. Cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu sang nội dung thứ hai: dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỷ 19 và thế kỷ 20. Ở đây cô có hai khái niệm về gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ giới. Các em hãy đọc nội dung trong sách giáo khoa và cho cô biết gia tăng dân số tự nhiên là gì. Gia tăng dân số tự nhiên phụ thuộc vào số trẻ em sinh ra và số người chết đi trong một năm. Gia tăng dân số cơ giới là gì? Gia tăng dân số cơ giới là sự gia tăng dân số do số người chuyển đi và số người từ nơi khác chuyển đến. Như vậy thì một quốc gia có dân số tăng lên nhanh chóng nhờ vào số trẻ em sinh ra nhiều thì ta nói quốc gia đó có gia tăng dân số tự nhiên cao. Và những quốc gia có gia tăng dân số tự nhiên cao phần lớn nó xuất hiện ở những quốc gia đang phát triển. Còn khi một quốc gia có dân số tăng lên nhanh chóng nhờ vào số người nhập cư nhiều thì ta nói quốc gia đó có gia tăng dân số cơ giới cao và gia tăng dân số cơ giới chủ yếu xuất hiện ở những quốc gia phát triển. Các em hãy quan sát biểu đồ hình 1.2, biểu đồ dân số thế giới từ đầu công nguyên và dự báo đến năm 2050. Ở biểu đồ này, người ta thể hiện về mốc thời gian từ công nguyên cho đến năm 2050 và về số dân với đơn vị là tỷ người. Như vậy các em sẽ quan sát vào biểu đồ này và cho cô biết dân số thế giới tăng chậm trong khoảng thời gian nào. Như vậy thì trong khoảng thời gian từ công nguyên đến năm 1500, dân số thế giới từ 300 triệu người tăng lên khoảng 500 triệu người. Như vậy thì đây là cái khoảng thời gian mà dân số thế giới tăng chậm. Dân số thế giới tăng nhanh trong khoảng thời gian nào? Các em quan sát biểu đồ có thể thấy được từ năm 1804 dân số thế giới là 1 tỷ người và đến năm 1999 thì dân số thế giới đã đạt mốc 6 tỷ người. Như vậy thì đây là khoảng thời gian mà dân số thế giới tăng nhanh. Như vậy thì chúng ta có thể rút ra một cái nhận xét là dân số thế giới ngày càng tăng nhanh. Từ đầu công nguyên đến thế kỷ 15, dân số tăng hết sức chậm. Vậy thì nguyên nhân từ đâu? Từ đầu công nguyên đến thế kỷ 15, dân số lại tăng chậm. Nguyên nhân là do dịch bệnh, đói nghèo và chiến tranh. Từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 20, dân số tăng nhanh. Như vậy thì nguyên nhân từ đâu làm cho thế kỷ 19 đến thế kỷ 20 dân số lại tăng nhanh? Nguyên nhân là do sự phát triển về kinh tế xã hội và sự tiến bộ của y tế. Cô cùng các em sẽ bước vào phần 3, sự bùng nổ dân số. Các em sẽ quan sát vào biểu đồ hình 1.3 và 1.4, biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số ở các nước phát triển và ở các nước đang phát triển. Biểu đồ này thể hiện về mốc thời gian từ năm 1800 đến năm 2000 và về tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử, đơn vị là phần ngàn. Tỷ lệ sinh được ký hiệu bằng đường màu xanh, tỷ lệ tử được ký hiệu bằng đường màu đỏ và khoảng màu hồng là tỷ lệ gia tăng tự nhiên. Như vậy thì tỷ lệ sinh là gì?
Tỷ lệ sinh là tỷ số tính bằng phần ngàn giữa số trẻ em sinh ra trong một thời gian nhất định, một năm, với số dân trung bình trong cùng thời gian. Tỷ lệ tử là tỷ số tính bằng phần ngàn giữa số người chết trong một thời gian nhất định, một năm, với số dân trung bình trong cùng thời gian. Tỷ lệ gia tăng tự nhiên là mức chênh lệch giữa tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử so với số dân trung bình trong cùng một năm. Các em hãy quan sát vào hình 1.3 và hình 1.4, hãy cho biết tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử ở hai nhóm nước phát triển và đang phát triển là bao nhiêu vào các năm 1950, 1980 và 2000. Nhóm nước nào có tỷ lệ gia tăng dân số cao hơn? Cô lấy ví dụ ở năm 1950 thì các em sẽ đặt thước vào đường màu xanh tỷ lệ sinh. Ở điểm cao nhất của cái đường màu tím thì các em sẽ gióng qua cái cột phần ngàn để lấy số liệu. Tương tự như vậy, ở tỷ lệ tử thì các em cũng đặt thước vào đường màu đỏ, và ở cái điểm của cái đường màu tím thì các em sẽ gióng qua cột phần ngàn để lấy số liệu. Như vậy thì với biểu đồ 1.4 cũng như vậy. Đây là bảng số liệu về tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử ở hai nhóm nước phát triển và đang phát triển. Như vậy thì vào năm 1950, ở nhóm nước phát triển, tỷ lệ sinh là 22 phần ngàn và tỷ lệ tử là 10 phần ngàn. Ở nhóm nước đang phát triển thì năm 1950 tỷ lệ sinh là 41 phần ngàn và tỷ lệ tử là 26 phần ngàn. Năm 1980, nhóm nước phát triển tỷ lệ sinh là 18 phần ngàn, tỷ lệ tử là 9 phần ngàn. Ở nhóm nước đang phát triển 31 phần ngàn và tỷ lệ tử là 12 phần ngàn. Vào năm 2000, ở nhóm nước phát triển tỷ lệ sinh là 17 phần ngàn và tỷ lệ tử là 12 phần ngàn. Ở nhóm nước đang phát triển là 26 phần ngàn của tỷ lệ sinh và 8 phần ngàn của tỷ lệ tử. Như vậy thì chúng ta nhận xét về tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nhóm nước phát triển ngày càng giảm, nhưng mà vẫn thấp hơn nhiều so với các nước đang phát triển. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nhóm nước đang phát triển cũng ngày càng giảm, nhưng vẫn ở mức cao hơn nhiều so với các nước phát triển. Dân số tăng quá nhanh sẽ dễ dàng gây ra tình trạng là bùng nổ dân số. Dân số thế giới tăng rất nhanh và đột ngột từ những năm 50 của thế kỷ 20 ở các nước như châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Bùng nổ dân số xảy ra khi tỷ lệ gia tăng bình quân hàng năm của dân số thế giới lên đến 2,1%. Như vậy thì nguyên nhân từ đâu dẫn đến bùng nổ dân số, hậu quả của nó là gì và giải pháp để khắc phục như thế nào? Nguyên nhân của bùng nổ dân số là do tỷ lệ sinh cao trong khi tỷ lệ tử giảm. Hậu quả của nó là làm cho kinh tế chậm phát triển, đói kém, bệnh tật, gây sức ép về nhà ở, việc làm, dẫn đến các tệ nạn xã hội và ô nhiễm môi trường. Như vậy thì giải pháp là các chính sách dân số và phát triển kinh tế xã hội đã góp phần hạ thấp tỷ lệ gia tăng dân số ở nhiều nước. Đây là toàn bộ nội dung bài học của bài 1. Các em sẽ ghi nội dung này vào trong vở ghi của mình. Cô sẽ có một số câu hỏi để củng cố lại cái nội dung bài học của ngày hôm nay. Các em hãy chọn đáp án đúng cho các câu sau. Câu 1. Căn cứ vào hình dáng của tháp tuổi, ta không thể biết. Và đáp án là câu C. Số người sinh tử của một năm. Câu 2. Trường hợp nào dưới đây sẽ dẫn đến sự tăng nhanh dân số? Và đáp án là câu B. Tỷ lệ sinh cao, tỷ lệ tử giảm. Câu 3. Gia tăng dân số tự nhiên phụ thuộc vào.
Và đáp án là câu A. Sự tương quan giữa số trẻ em sinh ra và số người chết đi trong một năm. Câu 4. Gia tăng cơ giới là sự gia tăng dân số do. Đáp án là câu D. Sự tương quan giữa số người chuyển đi và số người từ nơi khác chuyển đến. Sau khi học xong bài thì cô có hai nội dung cần dặn dò các em. Thứ nhất là các em sẽ làm bài tập 2 trong sách giáo khoa trang 6 và vở. Thứ hai là các em sẽ xem trước nội dung của bài 2, sự phân bố dân cư các chủng tộc trên thế giới.